Vâng, mình xin chào tất cả các bạn đang xem video của mình nhé. Mình là Tuân, chủ của kênh TikTok Lan Rừng. Thì bây giờ mình còn dùng thêm một kênh YouTube nữa là kênh Lan Rừng Thương Liễu. Thì mọi người vào kênh đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Mình rất hay thường xuyên quay những bông hoa nở rất là đẹp lên. Thì mọi người đăng ký kênh để cùng ngắm hoa với mình nhé. Đấy, hôm nay nhà mình có một bông 5 cánh trắng HO nở rất là đẹp đây ạ. Đấy. Cánh bầu bay mắt mờ đẹp, phân thủy rõ ràng, rất là đẹp mọi người ạ. Bạn nào mà muốn sưu tầm kỳ của dòng 5 cánh trắng HO này thì kết bạn với mình qua số Zalo là 0981021995 nhé. Vườn lan nhà mình là vườn lan Thương Liễu, địa chỉ tại Mễ Sở Văn Giang, Hưng Yên. Rất là đẹp. Vâng, mình xin kết thúc video ở đây. Cảm ơn mọi người ạ.